Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Lần đầu tiên cho tôi thay mặt phòng đội cộng đồng ở tại Việt Nam, xin có lời kính chào đến sư Dũng, sư Khanh cùng các thầy các cô đồng đạo ở đại học này. Dạ. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà tôi được ra ngoài Hà Nội cũng như Hải Phòng. Và đây là cái lần đầu tiên mà tôi thấy ở trong cái sự lạnh như vậy. Tình trình phát không cái bài này cho đúng không vậy? Dạ, kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà tôi được đặt chân lên miền Bắc. Và phải nói là lạnh. Cái ngày tôi ra đây thì mưa, bị mưa phùn và gió thổi, tôi rất là lạnh. Tôi nói ôi chú ơi, đúng là Việt Nam của mình là phước. Tại vì Nam Trung Bắc khí hậu ba miền khác nhau. Nhưng mà tôi tin qua sự chết của Chúa Giêsu thì chúng ta có một điểm giống nhau là chúng ta được làm con vua thánh trên trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Và ngày hôm nay phòng cầu nguyện toàn cầu đã được đến ở tại Hải Phòng này. Và qua phòng cầu nguyện toàn cầu thì chúng tôi có ao ước là được kết nối trong sự cầu nguyện với hết thảy các hội thánh Chúa có mặt ở khắp nơi trên thế giới này. Kính thưa quý bạn chị em, buổi sáng hôm nay đúng ra là tôi nghĩ là theo cái chương trình đó là tôi dự sẽ mời một vị sư nào đó để lên chia sẻ lời Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay chắc có lẽ là khách mời xin Chúa được mời cho xin phép các một sư cùng các thầy các cô, tôi xin phép được chia sẻ như là học hình Chúa cùng chúng ta qua cái thông điệp mà của phòng cầu nguyện toàn cầu thì gửi gắm đến hết thảy chúng ta để quý vị hiểu và biết thêm về công tác hoạt động của phòng cầu nguyện toàn cầu. Xin quý ông bà anh chị em chúng ta cùng nhau mở ra trong sách Chuyển Đạo đoạn 4 câu 12. Dạ, chúng ta có hết chưa quý vị? Dạ, xin phép chúng ta cùng nhau đồng tải sự chúng ta đọc lời Chúa trong Chuyển Đạo đoạn 4 câu 12. Và xin chúng ta cùng nhau đồng tải sự. Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thể chống cự nó. Một sợi dây gắn vào ta lấy làm có đức. À, chúng ta mở ra một câu nữa trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16. Dạ. Xin chúng ta đồng khởi sự. Sự sáng các người hay sao trước mặt người ta như vậy, các họ thấy những việc lành của các người và lời nghe cha các người ở trên trời. Amen. Chúng ta sẽ cầu nguyện khi tôi chia sẻ như cùng học của các bạn chị em qua hai phần và hai câu góc trên và hai câu góc trên cũng liên quan đến công việc của phòng phòng nghiệp. Cha, chúng con cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay con đã được đến đây và con có rất quý và vui mừng khi mà con được gặp gỡ cũng như giao lưu với tất cả anh chị em chúng con là những người mà đã được Chúa kêu gọi và chúng việc họ ra thánh để họ làm công việc của Chúa ở tại hàng bọn này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin thần khôn ngoan, thần mạnh sự, thần kính sợ sơ qua đầy dẫy cả hàng bọn này. Chúng con cầu xin sự hiện diện của Chúa, tâm quý ngọt ngào của Chúa buổi sáng nay trên thập tự giá của Chúa. Xin Chúa ngài sức cầu cho hết thảy chúng con để người nói, người nghe được tập tàn. Lạy Chúa, chúng con xin gian mượn nhóm buổi sáng nay cầu xin sự tuệ chuyện của Đức Thánh Linh ngài từ giờ đầu cho đến giờ cuối để chúng con được vui thọ trong sự phước hạnh. Chúng con cảm ơn Chúa, nguyện danh Chúa được tôn cao giữa mộng chúng con hiện nhau trong sự cầu nguyện. Trong danh Chúa Jesus. Amen.
Thưa quý bạn chị em, trong công việc của phòng cầu nguyện toàn cầu thì chúng tôi có đưa ra là 4 mục. Mục thứ nhất là kết nối cùng hết thảy các hội thánh Chúa trong sự hiệp một. Và cái mục thứ hai là chúng ta cùng nhau cầu nguyện, cầu thai cũng như là trình danh các nan đề trong tinh thần Philip đoạn 4 câu 6 câu 7. Và cái thứ ba là chúng ta cùng nhau làm các việc lành. Và kế đó nữa là cái cuối cùng là chúng ta làm theo đại mạng lệnh của Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời. Đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 18 đến 20. Và buổi sáng hôm nay, cái chủ đề đầu tiên là cầu nguyện. Chúng tôi với bạn chị em cầu nguyện thì tôi không cần phải giải thích nhiều. Bởi vì tất cả chúng ta ai khi mà bước vào đời sống mới thì ngay vào lúc đó họ đã biết cầu nguyện. Một người tin Chúa đầu tiên là chúng ta dạy cho họ là cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện giống như là cái hơi thở của con người. Nếu mà chúng ta ngày nào không thở thì sao quý vị? Và chúng ta có thể là không ăn cơm, chúng ta có thể là không nói chuyện, và chúng ta có thể là không đi chơi hoặc là không đi thăm viếng người nào đó, nhưng mà chúng ta không thể nào không thở. Và cầu nguyện cũng vậy, cầu nguyện là một sợi dây trọn lành để mà nối kết giữa thiên đàng và chúng ta ở tại trên đất này. Và khi mà chúng ta muốn đem thiên đàng từ trên thiên đàng mình xuống dưới đất này thì chúng ta chỉ có một cách là qua sự cầu nguyện. Cũng giống như đêm hôm hồi sáng tôi có làm chứng lại cho anh chị em, là đêm hôm tôi có cầu nguyện cho một số anh chị em ở nghe. Thì lúc đó là khoảng 12 giờ, thì tôi đang cầu nguyện cho các anh em đó, tôi nhắm mắt lại và các anh em cũng hiệp một trong sự cầu nguyện với tôi. Thì khi bắt đầu mở mắt ra thì tôi nhìn lên cái máy thì thấy sáng không phải là cái ánh sáng của đèn, mà cái sáng này đó là cái sáng mình có cảm giác là rất là thanh, rất là dịu và rất là thánh khiết. Cũng như sáng tôi có chia sẻ với quý vị tên Chúa ở đây là khi mà mình cảm nhận được tâm linh, và ở ngoài thì thấy sáng luôn, nhưng mà tâm linh mình cũng cảm nhận được cái điều đó. Có khi nào quý vị có cảm giác bước vô một căn nhà nào đó, quý vị nổi óc cái lên, ngẩng đầu quý vị thấy cái sự dơ bẩn ở trong nhà, cái sự u uế, quý vị có cảm giác được như vậy không? Nhưng mà không phải mắt mình thấy, đi gần nhà nó sạch, nhưng mà cảm giác tâm linh mình thấy như vậy. Nhưng mà đêm hôm thì tôi thấy cái sự hiện diện của Chúa rất là rõ ràng, sự sáng phải nói là khi mà tôi cầu nguyện, đúng là tôi nói, wow, sáng quá, Chúa ơi, thì anh em ở trong đó, ôi sáng một chút ơi, tự nhiên họ cũng thấy sáng, một cái sáng lạ luôn. Và mình không thể nào mình dùng cái lời của mình để mà đủ mình tả được cái sự hiện diện của Chúa Trời. Khi mà chúng ta cầu nguyện thì sự có sự hiện diện của Chúa ở tại nơi đó. Vì tôi nói nơi nào có đôi ba người nhóm lại với nhau cầu nguyện thì chúng nói là ông Chúa ở giữa. Và khi mà chúng ta sống trong tinh thần cầu nguyện thì chúng ta sẽ cầu nguyện, cầu thai, chúng ta nài xin cho những người khác nữa. Chứ không phải là chúng ta cầu nguyện chỉ là cầu nguyện qua lo. Cầu nguyện cũng là một cái người bác sĩ để mà đứt lành vết thương những người khác. Khi mà một người tín đồ tại sao họ tắm thôi, họ bị tổn thương, thì chúng tôi phải tìm đến cái người đó mà chúng tôi muốn cầu nguyện cho họ. Có một lần khi mà hội thánh tôi có hai cặp vợ, có một cặp vợ chồng đó họ xung đột với nhau, thì người chồng á đi sang đến hội thánh một cái nét mặt rất là dữ tợn. Họ nói là đến đó mà họ gặp cái người nào mà cản đường họ đó là họ đánh hết, họ không có chừa ai hết. Thái độ người ta sang rất là đáng sợ, người ta đi từ của mày mang anh vô. Thì tôi gặp cái kêu anh Vũ, anh ngồi xuống đi, bây giờ tôi muốn cầu nguyện cho anh. Thì tự nhiên anh đang trong thái độ đó, anh nghe cầu nguyện thì tôi nói cầu nguyện cái gì thì cầu lẹ đi. Tôi nói thằng anh, bây giờ tôi muốn cầu nguyện cho anh, và dài giờ tôi ôm anh tôi cầu nguyện. Khi đang cầu nguyện thì Đức Thánh Linh dùng những cái lời an ủi nói ra từ miệng tôi và đụng chạm tấm lòng của anh, và ngay giờ đó anh được tan vỡ. Xong khi mà cầu nguyện xong tôi buông anh ra là anh ta sẩm xuống luôn. Như kia mình không có cần phải dùng cái tao to vú lớn gì, chỉ có qua lời cầu nguyện
nhỏ nhoi như vậy, mà Đức Trời đã làm những chuyện lớn lao trên cuộc đời của anh. Và anh đã thấy những cái sai của mình, chứ không còn thấy cái sai của người vợ mình nữa. Và hai vợ chồng làm lành cũng qua cái sự cầu nguyện. Và xin chúng ta mở ra Philip đoạn 4 câu 6 câu 7. Lời Chúa có chắc rằng chớ lo tiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn trình dâng các sự cầu xin mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi nói thì chúng ta rất là dễ cầu nguyện, nhưng mà chúng ta thực hành cầu nguyện rất khó. Quý vị có thể bỏ một giờ quý vị làm những công việc lặt vặt, một giờ có thể là đi buôn bán, một giờ có thể đi làm một công việc an sinh xã hội nào đó, nhưng mà khi bỏ ra một giờ ngồi cầu nguyện thì rất khó, nhất là trong sự trung tín. Thì ngay từ lúc mà tôi biết Chúa, tôi tin Chúa và tôi đi học với Chúa, và tôi đã có cách ước với Chúa là tôi sẽ thức dậy 5 giờ cầu nguyện đến 6 giờ, nhưng mà không lần nào thành công. Có khi thức dậy cái là 7 giờ là hút hẹn với Chúa rồi. Rồi có khi thức dậy thì 4 giờ cái nằm ngủ nữa, cái không hút giờ. Rồi có khi đúng 5 giờ mình chuẩn bị cầu nguyện thì có chuyện xảy ra. Nó lôi cuốn mình, những cái hoàn cảnh xung quanh đó, nó làm cho mình không có thời gian đến hẹn được với Chúa. Thì tới cách đây một năm, tôi mới khởi cái nguyện lại. Lạy Chúa, con biết sức của con không thể nào con làm được. Xin Chúa Ngài nhân năng lực, nhân sức của con sẽ đến đúng hẹn với Chúa. Nếu như mà Chúa không giúp đỡ con thì con sẽ không làm được. Quý vị biết đúng 5 giờ là tôi đang ngủ mà thức dậy, là tự nhiên trong người tôi là có tiếng động. Thì bắt đầu là tôi xuyên suốt từ đó, tôi cảm nhận được cái Thánh Linh đang hành động trên đời sống của tôi. Và ngay giờ phút đó tôi đúng 5 giờ đến 6 giờ là giờ đó là giờ riêng của tôi. Giờ đó là giờ mà tôi gặp lại Chúa, giờ đó là giờ để mà tôi có thể tương giao với Ngài. Và tôi có thể là tôi khóc hoặc là tôi la lên những cái nan đề mà tôi không nói với ai được, thì ngay giờ phút đó mình sẽ lấy những lời an của không nói lên lời của tôi, thì Chúa sẽ trình cho mình. Khi quý vị đang ở trong sự hiện diện của Chúa, gì rất là phức tạp. Có khi ngồi tới 6 giờ cho tôi nói thật cái gì, khi mà có sự hiện diện của Chúa đó, quý vị tới 10 tới 11 giờ chiều nay. Nhưng mà cầu xin Chúa cho tôi với quý ông bà chị em, mình sẽ có một cuộc hẹn với Chúa trong cái sự cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy thì Chúa hứa chúng ta là Ngài sẽ lắng nghe và Ngài sẽ đáp lời của chúng ta. Trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 chúng ta mở cái sách. Lời Chúa có chép rằng hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó và những việc ngươi chưa từng biết. Khi chúng ta cầu nguyện thì chính Chúa là cái nguồn cũng như là cái đấng mà có câu trả lời cho tôi với Chúa và chị em. Và khi chúng ta đi nhờ tư vấn người này, đi nhờ tư vấn người kia, rồi tìm sự giúp đỡ người nọ, nhưng mà cuối cùng rồi sao? Chúng ta sẽ thất vọng. Nếu như quý vị hỏi nhầm một người thuộc linh thông chúng ta. Có một lần tôi cũng buồn, và tôi đi căng đi kiếm cái người để mà giải tỏ cái nỗi buồn đó, thì tôi đã đi kiếm sai người. Thay vì tôi tương giao với Chúa và tôi cầu nguyện hỏi Chúa, và Chúa sẽ chỉ một cái đầy tớ, một người đầy tớ, có thể là họ có nhà máy xử lý rác, khi mà tôi đến đó nó cũng quăng rác vô thì qua người đó sẽ không còn nữa. Nhưng mà cái này là tôi đi theo ý của tôi không cầu nguyện Chúa, và tôi đến một người đó, tôi đặt niềm tin nơi họ và tôi giao hết gánh nặng tôi cho họ. Cuối cùng tôi nhận lại được là cuối cùng tôi mới phát hiện cái người đó là làm việc ở tổng đài 1080. Thì quý vị đến đó quý vị trao cho họ, rồi họ lại trao cho người khác, rồi người khác trao cho người khác nữa, người khác trao cho người khác nữa. Rồi cuối cùng cái chuyện của mình có chút xíu như vậy thôi, nhưng mà khi mà nó trở lại tới tay mình, đó là một cái chuyện khủng khiếp rồi. Thành ra đó là khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta hỏi Chúa, thì chính Chúa là đáng có câu trả lời cho tôi với bạn chị em. Tốt nhất là chúng ta nên gặp lãnh đạo mình để mà chúng ta có thể nhờ tư vấn cũng như là cầu thay của chúng ta.
Ba phòng cầu nguyện toàn cầu này cũng là cái nơi mà quý vị đáng tin cậy cho mình, quý vị lên đó để mà cùng nhau cầu nguyện cùng tay. Ở đây có một số anh chị em cũng đã từng lên phòng cầu nguyện của chúng tôi, là cũng một thời gian cũng khá lâu. Và khi lên trên đó thì chúng tôi chỉ có biết cầu nguyện và cầu nguyện. Chúng tôi không có làm bất cứ vấn đề gì riêng ngoài cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ đáp lời chúng ta. Và ngay giờ phút đó chúng ta có thể là tạ ơn, chúng ta cảm ơn trong tinh thần kỳ biết phần 4, phần 6, phần 7. Và chúng ta mở ra Thi Thiên 150, Thi Thiên 50 câu 14, 15. Thi Thiên 50 câu 14, 15. Lời Chúa có chết như vậy: hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời và trả sự hứa nguyện của Đấng và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao. Trong ngày gian truân hãy kêu cầu ta, ta sẽ dạy chúng ngươi và ngươi sẽ là khen ta. Trong ngày gian truân hãy kêu cầu ta, ta sẽ dạy chúng ngươi và ngươi sẽ là khen ta. Thì Chúa là cái Đấng mà chúng ta đặt trong niềm tin để mà chúng ta kêu cầu Chúa. Có khi chúng ta cầu nguyện một ngày mà không thấy Chúa trả lời, chúng ta cầu nguyện hai ngày mà không thấy Chúa trả lời, chúng ta cầu nguyện ba ngày mà không thấy Chúa trả lời, thôi Chúa ơi, Chúa ở đó con đi, chia tay sớm mất đau khổ, phải mất thời gian quá. Có nhiều người lại nghĩ như vậy, nhưng không, Chúa nói là chúng ta phải vui mừng mãi mãi mà cầu nguyện không thôi, phải cầu nguyện phải nài xin nữa, cầu nguyện không được phải nài xin, phải quỳ gối, phải làm các kiểu đó đến khi nào mà Chúa trả lời cho con thôi. Giống như ngày xưa mà Gia-cốp đã từng giặt lộn với Chúa Trời, và khi Chúa Trời gọi khởi Gia-cốp thì Gia-cốp làm sao? Không cho ông đi. Nếu như Ngài không ban phước cho con thì con không cho Ngài đi. Khi mà chúng tôi cầu nguyện thì khi mà chuẩn bị làm một cái việc gì đó thì chúng tôi nhóm với nhau lại, chúng tôi cầu nguyện. Và nếu Đức Chúa Trời chưa mặc khải mà Đức Chúa Trời chưa ban phước thì con không cho Chúa đi, chúng tôi vẫn ở trong sự. Thì ngay giờ phút đó chính Chúa là Đấng sẽ ban phước cho dân dốc làm sao, thì tin rằng qua sự cầu nguyện Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho tôi với các bạn chị em như thế đấy. Và chúng ta thấy một cái tấm gương của sự cầu nguyện đó là Daniel. Khi quý vị cầu nguyện không phải là nó suôn sẻ hết, nhưng mà khi cầu nguyện cũng lắm trong gai. Còn khi chúng ta sống trong cái thoải mái thì chúng ta ít cầu nguyện hơn, nhưng mà khi chúng ta có nan đề, có những sự thiếu thốn vật chất hoặc là tinh thần thì chúng ta mới đến Chúa. Thành ra đó là hội thánh đó, tôi lúc đầu thì tôi suy nghĩ đó, thì thánh đường thánh đường Chúa, nhưng mà sau này tôi chú cho tôi biết là hội thánh là một cái bệnh viện đưa đến những người bị bệnh về từ thể xác cho tới tâm linh. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta có một bác sĩ đại tài là Chúa Giêsu đáng sẵn sàng để mà khám và chữa bệnh cho tôi biết và che một cách miễn phí. Và chúng ta thấy Daniel khi mà ông được lệnh là nếu như trong ngày đó mà ai mà thờ các thần khác ngoài thần của ông vua ban ra thì sẽ bắt ném vào hang sư tử và xác lệnh đã được ký. Thì theo như những người khác thì họ sẽ không dám trả lời, nhưng mà Daniel thì ngược lại, ông ta về phòng, ông ta mở toan cửa sổ hướng về Jerusalem và ông một ngày cầu nguyện. Và ông chấp đổ trong sự cầu nguyện và kết cục của sự cầu nguyện là gì? Ông ta bị ném vào hang sư tử. Đó là cái nan đề của tôi với quý bạn chị em mặc như vậy. Đôi khi chúng ta cầu nguyện xong đi ra, nan đề vẫn còn. Mà Chúa ơi, tại sao con cầu nguyện rồi, Chúa dạy con gì, con cầu nguyện rồi, con làm theo lời Chúa, còn bây giờ con bị ném vào hang sư tử. Tại vì sao? Trong cái lúc gian truân đó thì Chúa nói là hãy kêu cầu ta, Chúa sẽ giải cứu, còn mình mới nài xin Chúa. Thì ngay trong cái lúc gian truân như vậy thì ông Daniel thì sao? Gặp sư tử bỏ chạy. Hay là ông gặp sư tử, ông cầu nguyện, và cái đánh nó gần, khi mà ông Daniel cầu nguyện thì Chúa sai thiên sứ đó. Rất mình.
Sư tử là một động vật rất thích ăn người, rất thích ăn thịt sống. Khi mà nó gặp rồi thì nó sẽ không tha. Nhưng mà khi mà có sự hiện diện trên trời thì cái ác không làm gì được chúng ta. Vì có Chúa ở cùng ta thì ai dám làm gì ta? Có sự hiện diện của tôi với ông bà chị em và có sự tái diện của Chúa, chúng ta có sự hẹn mọc mà nguyện nó không làm gì được chúng ta cả. Nhưng mà sau khi Daniel mãn hạn thì ông vua đến mời Daniel lên và ngay giờ đó chính ông vua đó tôn trọng Đức Chúa Trời cũng như thành của Daniel. Thì tôi mới muốn bệnh cho em sau khi các em có những năm đời đó, đừng lo, hãy bình an. Ngay giờ đó hãy chờ xem sự kiện của Chúa. Chúa sẽ giúp ông bà cho em từ có nơi đoạn nạn nhỏ, nhưng mà khi mà mình ngợi khen Chúa thì Chúa sẽ giúp chúng ta qua một cái nơi khác tốt hơn, tươi đẹp hơn. Chúa cứu khỏi dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ và Chúa là cái nơi nhỏ, nhưng mà nếu như dân sự của Chúa vâng lời Chúa, giữ mạng lệnh của Chúa, vượt qua xong thì ngay giờ lúc đó là Canaan đang chờ sẵn, là cái xứ cần sửa vậy. Còn nếu như mà chúng ta không tin Chúa trọn vẹn thì dặn ở trong đồng vắng thêm 40 năm rồi và chết luôn trong đồng vắng. Vậy chúng ta nhờ sự cầu nguyện của chúng ta mà chúng ta được vượt qua khỏi sông Giô-đan. Và cái thứ hai là cái sự hiệp mộ. Cái sự hiệp mộ ở đây rất có ý nghĩa với bạn chị em. Khi mà cái người Việt Nam của mình á, nó sự hiệp mộ thì chúng ta rất là dễ nhớ, mà cái sự hiệp mộ thì chúng ta thấy nó nói tiếng Trung quá, tiếng Trung quá đúng không, nó hiệp mộ Trung quá. Nhưng mà nói về mà tiếng Anh thì chúng ta thì khi mà tra cái điển á, thì ra rất là nhiều từ nói về sự hiệp mộ chúng ta dễ nhớ. Ví dụ như sự hiệp mộ cái gọi là dưới này thì bây giờ á, là ở đây là có nghĩa là sự đồng ý, sự hòa thuận, sự đồng lòng. Nói về màu khác tóm đó là một đơn vị tính. Hiệp một có nghĩa là đồng ý, hòa thuận, đồng lòng. Nếu chúng ta hiệp một ở đây mà chúng ta không đồng lòng thì sẽ không có sự hiệp một. Mà nếu con cái Chúa mà không có sự hiệp một lại thì ai là mừng nhất, ai vui nhất? Amen. Satan ma quỷ nó vui nhất. Nếu như chúng ta không hiệp một thì nó sẽ làm cho chúng ta một hệ và chứ không tới hệ thứ hai, đúng không? Hệ một là một hệ cũng rất là dễ nhớ, nếu không hiệp một thì sẽ bị một hệ. Ma quỷ là sư tử gấu, nó rình mò, nó sẽ ai có thể nó nuốt được nó nuốt. Thì nó đợi chúng ta không có sự hiệp một, nó phân rẽ ra rồi nó sẽ rẽ từng người một. Trong dân đoạn 10 câu 10 lời Chúa có chép như vậy: kẻ chậm đến để cướp rồi giết, sau đó nó cướp cái gì của tôi với ông bạn chị em? Cướp sức khỏe, cướp tình cảm, cướp tài chánh, và nó cướp luôn những gì mà quý vị yêu thương nhất. Còn nó giết cái gì? Nó giết thể xác này, nó giết thể xác của tôi với ông bạn chị em, sau đó nó sẽ hủy diệt luôn cái linh hồn. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu nói rằng như Chúa Giêsu đến là để cho chiên có sự sống và Chúa Giêsu đến là Chúa Giêsu đã chiến thắng âm phủ và sự chết. Trong Côlôse đoạn 2 câu 14-15 Chúa nói rằng Ngài đã xóa tờ khế là cùng các điều khoản lập luật cùng chúng ta và đóng đinh nó trên cái thập tự. Hiện giờ tôi với ông bạn chị em không phải tôi với ông bạn chị em sống nữa, nhưng mà nhờ Chúa sống trong tôi với ông bạn chị em. Và chúng ta đã trở nên một con người mới hoàn toàn trong Chúa Giêsu. Và phòng cầu nguyện toàn cầu cũng ao ước là được gắn kết các chi thể của Chúa trong một thân, mà chúng ta có một cái sợi dây gọi là dây liên lạc trọn lành với nhau, để mà một sợi dây vô hình qua huyết Chúa Giêsu để mà chúng ta kết nối với thần. Và phong cầu nguyện tâm cầu cũng là một trong những tiên vô đi để mà kết nối. Khi tôi đến một cái vùng của người dân tộc, đồng bào dân tộc ở miền Trung, quý vị có biết một đoạn đường đi chưa đầy 5 cây số mà mười mấy hệ thái,
Tôi mới hỏi tại sao lại có như vậy. Thì ông đó bị giúp phạm với nhau, bị bất phạm với nhau. Rồi lúc đầu những người khác mới lừa cái hội giúp phạm đó, họ đến nhưng mà họ đưa họ ra khỏi cái nơi mà mình nhớ đó. Và cuối cùng vô trong đó mười mấy hệ phái, một gia đình là một hệ phái, mà ở sớm mười mấy gia đình là mười mấy hệ phái. Tôi nói nếu như vậy rồi làm sao mà hiệp nhau lại cầu nguyện, rồi làm sao như vậy? Trong khi mình cay đắng, làm sao mình đem nước ngọt đến cho người ta? Và trong khi mình đang bị cầm buộc, làm sao mình đi giải cứu cho người khác? Khi quý vị buồn, quý vị không thể nào tiêu bắt tay được cả. Lúc nào phải để tâm linh của mình như cây chọc cành trồng nước, thì lúc nào chúng ta đi tư vấn với họ là tốt. Và khi đến đó, cảm ơn Chúa, phòng cầu nguyện toàn cầu đã đến đó góp cái phần để nếu anh em lại với nhau. Thì lần đầu tiên mười mấy cái hệ phái đó họ gom lại với nhau để mà họ ngồi lại với nhau, để mà họ cùng nhau cầu nguyện rồi tôi đi thăm trong từ nhà. Đó là một sợi dây đánh bà vào lấy làm khi mà họ có sự hiệp một lại, thế giới nào nó sẽ rung động, ma quỷ sẽ rung động. Khi mà lời họ công bố ra thì sao, sức mạnh nó sẽ gia tăng thêm. Và ngay giờ cũng có những người, những vết đạo của Chúa sẽ cặp theo làm cho hướng đạo. Người mù được thấy, người què được đi, người điếc được nghe, và người câm được nói, kẻ chết được sống lại. Qua cái sự hiện một đó thì Đức Thánh Linh sẽ khai phóng quyền năng qua những người đó. Và ngay những ngày đó, người đó họ làm những công dấu kỳ phép lạ và những công việc lớn nữa như Chúa Giêsu đã từng làm. Khi mà tôi đến đó thì cảm ơn Chúa là có nhiều người họ cầu nguyện với nhau, họ cầu nguyện trong mắt với bạn kia. Ngay giờ đó họ được mở trói cho họ đầu tiên. Khi mà tôi đi lên máy bay, cái người hướng dẫn máy bay đó đầu tiên đó là họ dạy cái cách mà khi máy bay gặp nạn. Thì lúc đó tôi nhớ là tôi từ Phú Quốc đi về Sài Gòn, tại vì tôi có hội thánh bên Phú Quốc nữa. Thì một tháng thì tôi bay ra ngoài đó một lần. Thì khi mà đang ngồi trên máy bay á, tôi thì tôi rất là sợ độ cao. Nếu mà máy bay bay lên một cái là tôi cầu nguyện không to luôn. Nó hốt cái ruột, tôi sợ quá, tôi ngồi tôi cầu nguyện xuyên suốt. À, khi máy bay bay lên đó, thì cái người hướng dẫn đó họ dạy mình cái cách để mà khi máy bay gặp nạn đó, là chuyện đầu tiên là mình phải giúp đỡ cho mình trước, rồi sau đó mình mới giúp đỡ cho người khác. Khi mà chúng ta giúp đỡ được cho chúng ta rồi thì chúng ta sẽ giúp đỡ cho người khác một cách. Khi mà tôi lên trên đó tôi rất là thất vọng, tại vì máy bay bay á mà họ không có dạy mình cái cách nhảy dù, mà họ dạy mình cái cách mặc áo phao. Tôi nói là máy bay nó rớt trên núi mà mặc áo phao có lợi gì chăng? Đó là cái suy nghĩ của tôi thôi, nhưng mà tôi rất là sợ đi máy bay, nhưng mà tôi càng sợ là Chúa càng bắt tôi đi máy bay. Tôi nhớ ngày hồi lúc đó, cái ngày đầu có các anh em trong phòng cầu nguyện toàn cầu này, thì lúc đó tôi nhớ có một người anh ông nói thôi bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho một sư cái vấn đề của máy bay. Cảm ơn Chúa, khi mà có sự mà hiệp một lại cầu nguyện thì những cái vết lạ đó sẽ xảy ra. Tại vì Chúa nói là nếu hai người các ngươi dưới đất mà hòa thuận nhau mà cầu xin điều chi thì chẳng thể đâu. Với một điều kiện là phải hiệp một lại với nhau. Rồi bây giờ xin mời chúng ta mở ra sách Roma đoạn 12. Chúng ta đọc từ câu 4 đến câu 10. Sách Roma đoạn 12. Tôi muốn có thêm phần sinh động, xin chúng ta thay phiên nhau đọc ha. Từ câu 4 đến câu 10. Xin một ai mở ra trước, tôi làm hướng tiếng. Sách Roma đoạn 12. Tôi xin đọc lời Chúa Roma đoạn 4. Roma đoạn 12 từ câu 4. Và như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy chúng ta là nhiều người mà hiệp lên một trong thân, trong đấng Christ. Và hết vậy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau,
tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo nữ đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai đánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính yêu nhau. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tôi nói rằng là cái Chúa Giêsu là đầu và Hội Thánh là thân thể mà chúng ta là chi thể của thân. Amen. Các hệ phái và các tôn giáo đều phải gắn kết với đầu cả. Cái tay thì làm việc của cái tay và cái chân thì làm việc cái chân. Không thể nào mà cái chân nó bắt cái tay nó cũng hay mệt quá thôi. Bây giờ cái tay thay nhiệm vụ làm cái chân. Tại vì tất cả chúng ta là chi thể của thân thì chúng ta có sự chăm sóc nha. Cái chân đau thì chúng ta có thể cấp thuốc và cái tay ngứa thì cái tay bên đây sẽ giải. Đó là cái sự chăm sóc nhau trong thân thể của mình biết. Và lời của ông Phaolô, ông nói rất là rõ về cái vấn đề mà khuyên anh em phải thương yêu nhau và đùm bọc với nhau. Khi mà ông đang ở trong một cái hoàn cảnh bị bất bớt, nhưng mà tâm trí ông lúc nào cũng muốn anh em có sự bọc yêu thương nhau. Trong sách Cô-rinh-tô nhất, trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 10 lời Chúa chép như vậy: hãy anh em tôi nhân danh Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em hãy đều đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra nhưng phải hiệp một ý trong lòng cùng nhau. Và trong việc và trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 1 đến câu 4 lời Chúa có chép như vậy: vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải kiếm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục đến điều, lấy lòng thương yêu mà nhiều nhau, dùng dây hòa bình mà sự giữ sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em, phải chức phận mình mà được gọi đến một sự trong cạnh và thôi. Dù cho tôi với ông bạn chị em chúng ta ở một tôn giáo nào, ở một hệ phái nào không cần biết, nhưng chúng ta chỉ cần biết là chúng ta đang thờ phượng một Chúa Giêsu. Và trong tất cả những gì mà chúng ta có trên đời này, khi mà mọi sự rồi sẽ qua đi, nhưng cuối cùng chúng ta chỉ còn lại một là tình yêu thương. Trong Cô-rinh-tô đoạn 13 chúng nói rất là rõ về tình yêu thương. Ở dưới đây có thể là có những ân tứ khác nhau, như là hồi nãy chúng ta đọc đó, nói tiên tri làm đích lậu là cái gì đó, nhưng mà về chuyện này chúng ta chỉ có tình yêu thương. Thì ngay về ngày hôm nay chúng ta đem cái tình yêu thương từ trên chuyện này đó đến cho Hội Thánh. Nếu Hội Thánh nào có tình yêu thương thì chuyện này đang ở đó. À, tôi rất là cảm ơn Chúa khi mà chúng ta đến đây thấy số hoàn cảnh anh chị em thay đổi. Họ từ là những cái người mà nghiêm ngặt, họ từ là những cái người mà bị người khác buông bỏ, họ từ là những người được tỏ bị tổn thương, nhưng mà khi họ đến với Chúa thì chính Chúa Giêsu là đã thay đổi. Và tôi thấy hoàn cảnh thay đổi đó, tôi rất là xúc động và tôi cảm phục anh chị em ở tại nơi này đã có công khó công cực để mà làm công việc đó. Tôi thấy tôi còn chạnh lòng hướng khi là cha chúng ta xin chờ. Chúa nói là kể cái dân này khốn khổ thì ngài cũng khốn khổ, các thiên sứ trước mặt ngài đã cứu. Các thiên sứ đang ở đây với các tôi với những bạn chị, để họ phụng sự những người hầu, để họ sẽ giúp đỡ chúng ta trong những lúc chúng ta có cần. Và cái đó là công việc cuối cùng của phần cầu nguyện toàn cầu, là tôi sẽ đi nhanh hơn một chút. Đó là chúng ta làm theo đại mạng lệnh của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 18 đến 20. Đức Chúa Giêsu đến gần phán với các môn đồ như vậy: hết mãi quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ nhân dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép bắt tên cho họ và dạy họ giữ hết những gì mà ta đã truyền cho người. Và bản dịch mới thì dịch như vậy: vậy hãy đi khiến môn dân trở nên môn đồ. Khi
quý vị có những người tin Chúa trở về hội thánh thì quý vị muốn họ làm tín đồ không? Muốn họ làm môn đồ? Amen. Chúng ta phải muốn họ làm môn đồ của Chúa Giêsu, không phải của chúng ta. Khi mà tín đồ thì quý vị chỉ chăm sóc được một chiên thôi, nhưng mà khi người đó trở nên môn đồ thì quý vị sẽ có tầm ảnh hưởng rất là lớn. Chúa kêu là hãy đi dạy dỗ muôn dân, rồi sau đó là nhân dân. Cha con cũng linh lòng phải bắt tên vào họ và sau đó dạy họ giữ hết những gì mà ta truyền. Có nghĩa là Chúa Giêsu đã dạy cho tôi với mấy ông bà anh chị em như thế nào thì chúng ta dạy hết cho những người những người ấy. Chứ thường thường tôi hay đi chia sẻ với các hội thánh đó, thì tôi hay nói với con là ngày xưa các ông thầy ở dạy võ thì họ ví dụ như ông họ có 10 chiêu thì họ dạy 9 chiêu hoặc chưa lại 1 chiêu. Đúng không quý vị? Ở đây có ai học võ không? Dạ. Đấy chỉ vậy. Đấy ông nghĩ rằng là khi mà cái người học trò của ông phản nó quay trở lại thì ông dùng cái chiêu đó để mà ông cứ không sẽ. Chứ không phải là quýnh lại, lúc đó già rồi quýnh sao lại nó quýnh. Dùng chiêu cuối cùng để tự sát. Nhưng mà thật sự ra tôi nói chơi thôi, nhưng mà họ chịu lại một chiêu để cuối cùng á. Khi người đó phản họ sẽ đào tạo một môn đồ khác, một người khác để mà họ dạy hết 10 chiêu để. Đó là cái quy luật của cái người học võ như vậy. Nhưng mà chúng ta học đạo thì sao, chúng ta có chừa lại không? Còn nguy hiểm nha quý vị. Quý vị có thể dạy tình yêu thương, quý vị dạy ăn tứ, dạy hết lạ, nhưng mà quý vị không dạy họ về sự cứu rỗi thì sao? Rất là nguy hiểm. Thành ra sự cứu rỗi là sự phán cho không của Chúa Trời có lời thật. Như trong Giăng 3:16 cũng như là tiếng ai tôi nhận Chúa trong Giăng 1:12 thì tất cả những người đó đều nhận sự cứu rỗi và họ được phép làm con cái. Khi chúng ta có một cái quan điểm chung thì chúng ta rất là dễ ngồi lại với nhau, đó là chúng ta đang làm Chúa, làm Cha và chúng ta đang làm tình yêu thương với nhau. Và tình yêu thương chứ mới là phải cho mình thật, phải gớm sự được giữ mà đưa đến cho mình. Khi chúng ta đi truyền giáo thì chúng ta thấy mới thấy yêu thương người em nhiều hơn, nhất là các mục sư ở đây. Tôi biết là các mục sư ở đây là giải dầu xương gió, mưa nắng không quản để mà đi thăm các chị em, để mà gây dựng chị em và đạt tổng trước phóng phạt và cho đến được không thức thầy của cô là không phải là chị em. Cũng như ngày hôm qua tôi gặp một sư thanh, ông đưa tôi về nhà nghỉ, rồi ông còn đi thăm cái điểm nhóm còn mấy cái số nữa mà quý vị nào biết, hôm qua tôi xuống xe là tay tôi rung. Tối ông đâu đánh tôi tay tôi rung lắm. Mình nhắc cho tối rồi. Nhưng mà thật sự như vậy, tôi bắt tay trong một cái tay mà ông phải chạy từ mấy cây số, mà trong khi đó là trời đang mưa cùng mà gió nổi nữa, nó lạnh mà nó rét. Tôi chịu không nổi mà tôi phải chạy vô trong nhà trọ liền, nhưng mà một sư phải đi thăm đầu lên nữa. Hy vọng tôi xin Chúa ban phước cùng sư con có sư con Chúa không phải là những người này tới dám đứng đầu sóng ngọn gió để mà đi, để mà khích lệ dân sự Chúa cũng như là đi ra dạng là họ không có cái gì gọi là lợi họ ngoài cái tình yêu thương họ. Nhưng có nhiều người họ nói là chúng ta không nên đi, chúng ta ở nhà chúng ta cầu nguyện, chúng ta chờ khi nào Chúa phán được chúng ta. Amen. Họ nói đúng, nhưng mà Chúa đã phán trước khi ngày về trời lắm. Trước khi ngày về nó phán rồi. Từ khi mà Chúa nói đó là trong sách như là Ma-thi-ơ 18 từ câu 18 tới 20 nữa thì á Chúa đã, rồi sách Luca đoạn 9 Chúa hình như là Chúa nói là Chúa đã sai rất là nhiều lần rồi. Tới Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 18 tới 20 thì ngay dù có Chúa không còn nói là cái ta sai nữa, mà ở đó để là cái gì đọc kỹ đi. Đại mạng lệnh là cái mạng lệnh lớn nhất từ xưa tới nay, từ khai thiên, từ mà đứng trời mà sáng tạo vũ trụ này tới bây giờ chỉ có. Điều răn của Chúa có phải đại mạng lệnh không? Cũng là mạng lệnh, nhưng mà không phải là đại mạng lệnh. Nhưng mà thời tăng hướng này thì Chúa nói là đại mạng lệnh.
Nhưng mà họ nói đó, chờ khi nào Chúa phán đầy đủ rồi tôi mới đi. Hoặc Chúa đã phán trong câu vụ các sứ đồ ở mọc câu 8, Chúa nói rằng là khi Đức Thánh Linh giáng cho các ngươi thì các ngươi làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ Giu-đa, Samari, xứ Giu-đa cho đến tận cùng. Chúng ta phải mỗi ngày chúng ta công bố rằng con công bố rằng con sẽ làm được những gì mà Đức Chúa Trời sai con làm. Con sẽ nói những gì mà lời Chúa dạy con nói, và con sẽ đi đến những nơi mà lời Chúa dạy con đi. Thì quý vị sẽ thấy Đức Trời sẽ làm ơn của quý vị một cách lạ lẫm. Tôi đâu có nghĩ là tôi phải ra ngoài miền Bắc hay đâu, mà tôi cũng không có nghĩ là tôi được hưởng được một cái đặc ăn mà tôi hưởng được cái rét của miền Bắc. Tôi về đi không mà tôi ngồi tôi thở ra khói luôn. Anh Tuấn mình nói anh Tuấn mở được một sân khói nóng mà khói lạnh mà tôi hiểu. Không mà thật sự ra làm vậy. Khi mà quý vị đi như vậy đó, trong tinh thần đi vậy, thì công bộ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 thì mọi người nhóm hiệp lại với nhau bắt đầu họ cầu nguyện. Thì ngay vào lúc đó rung động và gió thổi ao ao thì bắt đầu xuất hiện cái đường lửa và đập cho mọi người được đầy dậy Thánh Linh. Và tới mà công vụ đường 2 thì bắt đầu mọi người là đầy dậy Thánh Linh, bắt đầu họ ra đi họ chứng đạo. Khi quý vị ra đi chứng đạo thì sao? Chúa nói là sẽ có phép lạ cặp thêm làm cho vững đạo mát họ. 16 câu 17 tới 18 20 xin mời chúng ta mời. Xin một ai đó mở ra tiếp như là một cái tiếp mắt mọi người đó từ câu 17 đến hết câu. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này lấy danh ta mà chủ quỷ từng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay nếu uống gấm chi độc cũng chẳng là gì, thế đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Đức Chúa Giêsu phán như vậy rồi thì được đem lên trời ngồi bên chính Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì ta đi giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ tập theo lời thầy cho những bạn. Amen. Chúa nói là Chúa cùng làm việc với chúng ta. Amen. Bây giờ chúng ta nói đi là Chúa cùng làm việc với chúng ta. Chúa cùng làm việc với chúng ta. Amen. Chúa cùng làm việc với tôi, với quý bạn chị em. Chúa không để chúng ta một con khiến chúng ta đi một mình. Mọi người nói một sư đi một mình như vậy, một sư buồn lắm hả? Không, tôi đi không phải một mình, mà tôi biết rằng cả thiên đàng được làm cho tôi. Và trong đó là mà thầy quyền nói là mọi người bu lên quay lấy chúng ta như đám mây. Khi mà chúng ta đi đâu đó, thì bắt đầu mọi người chỉ nói nhìn xem một chạy của ta. Tôi đứng ở đây, nhưng mà cả thiên đàng đang ở cùng ở đây. Thiên sứ xung quanh chúng ta rất là nhiều. Khi mà chúng ta gao giảng lời của Chúa Trời, gao giảng lời của Chúa Trời. Và con cầu nguyện toàn cầu sẽ góp phần vào công việc truyền giáo của quý vị ở tại và cái đó là công việc làm đành. Khi chúng ta là truyền giáo là chúng ta nói về sự cứu rỗi của Chúa, và chúng ta phải cập theo một công việc nữa là chúng ta phải làm giúp cho trẻ mồ côi, người già quá mùa, những người đang gọi là đối tượng mà Đức Trời quan tâm. À, chúng ta mở ra các sự kiện nội dung chính, chúng ta đọc câu này đầu tiên câu nữa, chúng ta tiếp tục. Chúng ta đọc câu sự kiện nội dung chính đoạn 10, chúng ta đọc câu 17 đến 18. Xin một ai mở ra tiếng của đồng. Vì Đức Giêsu cử đi Giêsu ban Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần và Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không tin gì ai chẳng nhận của hối lộ, bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người đói của, thương người khuyết nạn, ban đồ ăn và áo sống cho người. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa nói là Chúa là Chúa trên các chúa, là Đức Chúa Trời không ăn hối lộ. Không phải giống như các thằng khác, khi mà làm cái này phải túng cái kia mới được cái nọ. Nhưng mà Chúa nói là Chúa là đấng công bình, Chúa sẽ giúp đỡ cho những người già, trẻ mồ côi, người bị bỏ bỏ. Và Chúa là đấng ban phát đồ ăn thật.
khi một anh em chúng ta đến hội thánh trong cái lúc đang đói, một anh em chúng ta đến hội thánh trong lúc đang khát và không có quần áo mặc, mà chúng ta nói với họ rằng hãy ăn cho no, mặc cho ấm, rồi hãy đi về cho mình ăn, mà chúng ta không cho họ. Như vậy có gì căn cứ và anh chị hành động thì chúng ta tin và chúng ta phải có việc làm. Việc làm chúng ta là một nắm khi đói và một đói khi no. Khi một người đang đói, quý vị cho họ một chút xíu gì đó và họ vui lắm, họ sẽ nhớ ơn quý vị và họ sẽ dễ mở lòng ra để tiếp nhận quý vị luôn. Ở bầu cầu nguyện toàn cầu ở tại Sài Gòn thì có bà xã tôi rồi với một cô phó thủ quỹ là đi phát đồ ăn cho những người mà lang thang ở công viên hè phố, chăm sóc những người già, đi họ đến chỗ rồi đi đến đó. Dạ. Cái họ thứ nhất là mặc cảm, họ không đến đâu lắm. Thứ hai á là cái thế giới của họ đó không có đến cái thế giới họ đến được. Thành ra mình phải đến cái đó tập trung cho họ ăn, xong rồi sáng 8-9 giờ đó gom họ lại với nhau để mà ca hát chia sẻ lời Chúa tại công viên. Đó là cái cách. Quý vị biết những cái người mà nghiện đó họ không có lòng tự trọng, nhưng mà khi mà họ lên cơn á, cái lúc mà họ tối đầu thuốc đó, họ sẽ không có. Nhưng mà khi qua cái đó rồi họ sẽ thấy cái số họ họ nằm ở đó, thậm chí đâu ra họ cũng chịu là họ không, họ cũng muốn được để mình trở lại được rồi. Nhưng mà vì họ bị ma quỷ, và những cái người mà hầu như đi vô đó, đó là những gia đình tan vỡ, ba mẹ ly hôn, rồi có khi á mẹ thì đi lấy chồng khác bỏ, rồi có khi ở với bà ngoại mà bà ngoại già, bà ngoại phải đi bán vé số mua mấy đứa con, rồi mấy đứa nó đó phải còn nhỏ đó là biết, đã biết ăn cắp ăn trộm, đã biết đi lừa gạt người ta ở ngoài đường phố mà. Quý vị ghé đằng xanh đèn đỏ mà móc cái điện thoại gì mà alo cái quay ra gọi a cái tay cái lô mất tiêu rồi. Thành ra đó quý vị biết đó, họ không có còn cách nào nữa, bắt buộc họ cũng được. Khi mà chúng tôi đem bà xã tôi với cái cô đó đi cho đồ ăn đó các công viên thì mình mới biết được là còn rất là nhiều người nghèo họ làm cái sinh viên không có tiền đi ra công viên nó nằm xấu nằm. Thành ra là qua cái việc làm đó mà chúng ta truyền giáo đến họ rất là dễ. Và phòng cầu nguyện toàn cầu cũng muốn kết hợp với quý vị qua công tác từ thiện để làm các việc làm. Ví dụ như là phát xe lăn, rồi xây nhà từ thiện, cũng như là làm giếng nước cho các vùng sâu, vùng xa, rồi hỗ trợ sức ăn cũng như quần áo cho người nghèo. Đó là cái công việc mà tới đây khi mà phòng cầu nguyện các nơi thành lập. Và hiện giờ là trước khi thành lập phòng cầu nguyện thì một phụ anh chị em đã thấy cái đường này và đã làm rồi. Và phòng cầu nguyện đã làm việc này là từ Bắc vào Nam rồi, những anh chị em mà tôi bây giờ nói từ Nam ra Bắc. Thì qua những việc làm này thì người ta rất là dễ dàng để mình từng tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong lòng. Và chúng ta mở ra một câu kinh thánh cuối cùng là cái câu để khóa cũng là kết thúc. Tôi sẽ thông báo về phòng cầu nguyện là trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16 chúng ta đọc. Và xin chúng ta cùng nhau đọc ha quý vị. Và chúng ta cùng nhau đồng thể sự 2-3. Tự sáng các ngươi hãy coi của mà người ta như vậy, đặng họ lấy những việc lành của các ngươi và lời khen cha các ngươi ở trên trời. Amen. Tôi xin phép được cầu nguyện, rồi tôi sẽ thông báo về cái công việc của phòng cầu nguyện cùng với những bạn chị em để kết thúc cái Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con cảm ơn Chúa vì hết thảy chúng con thì một lòng đồng một ý mà chúng con tôn vinh lại cái Chúa. Và những lời ca tiếng hát của chúng con buổi sáng hôm nay là của lễ thiêu có mùi thơm hồng cho đẹp lòng của Chúa Trời. Và chúng con tin chắc rằng Đức Chúa Trời của chúng con ở trên trời nhìn xuống thấy con là người và Ngài động lòng thương xót và Ngài giúp cho chúng con để cho chúng con đi ra chúng con nói về Chúa cho mọi người, hầu cho họ được cứu để trở về nhà Cha. Chúng con cảm ơn Chúa vì Đức Trời đã đại dụng chúng con vào những công việc lớn lao của Chúa ở trên đất này. Xin Chúa Ngài tiếp tục ban ơn cho hết thảy các mục sư ở đây cũng như các thầy cô truyền đạo
và anh chị em con cái trong Chúa tại nơi đây đều được ơn cả đến ơn, phước cả đến phước. Chúng con cầu xin sự sức giàu của Chúa đặc biệt trên con trai tớ gái của Chúa tại nơi này. Xin Chúa Ngài làm ơn cho người chồng, người vợ, người con, người cháu và những người thuộc về anh em con ở tại nơi này đều được thành phượng theo em Chúa. Để chúng con cầu xin Chúa Ngài giúp đỡ anh chị em của chúng con. Mỗi khi anh chị em chúng con cầu nguyện thì Cha ơi, chúng con cầu xin Chúa Ngài nhớ đến và Ngài làm hơn những gì mà anh chị em chúng con cầu xin và xin tưởng nữa. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con xin chân thành vinh hiển thuộc về Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin đối với anh chị em, tôi xin tóm tắt về phòng cầu nguyện toàn cầu. Xin phép tôi hỏi cái giỏ thì đâu rồi? Dạ. Cảm ơn Chúa có cái giỏ này mà tôi ở nhà trọ cũng dễ đi. Họ nghĩ là tôi đi lên đi lên đầu. Xin thưa quý mạng chị em, đây là cái phiếu thông tin của phòng cầu nguyện toàn cầu. Trong phòng cầu nguyện toàn cầu ao ước và cũng khao khát là được đến với các hội thánh Chúa. Tại sao chúng tôi không nói là cái nhà cầu nguyện toàn cầu giống như nhiều người khác, họ để là nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện thôi nhé. Còn có nhiều người họ để là lời Chúa phán đó, là ta và nhà ta sẽ phụng sự thêm nhà không. Họ để con gốc rất là lớn, nhưng mà có đôi lúc đó, mình thấy nó có cái gì đó nó phản cách với nhau. Nhưng cứ đâu với bạn chị em, phòng cầu nguyện toàn cầu không phải là tôn giáo. Mà nói đúng hơn, chúng tôi đang đi cho một cái chức vụ gọi là mục vụ của sự cầu nguyện. Và phòng cầu nguyện toàn cầu thì sẽ có hai điểm để cho quý vị có thể lựa chọn một gì đó. Một điểm ở trên không và một điểm dưới đất. Ở đây có ai đã tham gia phòng cầu nguyện trên không rồi ạ? Xin giơ tay lên. Ở đây có hai người đã từng vô phòng cầu nguyện trên không, có lẽ là cái điện thoại của tôi không sao đâu. Có nghĩa rằng là phòng cầu nguyện này được kết nối internet, chúng ta có thể đến đó, chúng ta vào đó cầu nguyện bất cứ lúc nào, từ thứ hai cho đến thứ bảy, 8 giờ cho tới 10 giờ đêm. Thì phòng cầu nguyện này đặc biệt là để cho quý vị sống đúng theo tinh thần Phi-líp đoạn 4 câu 6 câu 7 là cầu nguyện ngày sinh và trình danh, sau đó mình Chúa. Phòng cầu nguyện này không phân biệt thể phái, tất cả quý vị ai muốn cầu nguyện đều vô cầu. Và phòng cầu nguyện không thuộc bất cứ hệ phái nào. Phòng cầu nguyện mở ra với mục đích là để cho con cái Chúa có một nơi để mình nhóm lại để cầu nguyện với nhau. Khi mà chúng ta không có thời gian mà chúng ta nhóm lại với nhau đó, dù cho quý vị mạnh mẽ cỡ nào, lửa cháy cỡ nào thì cũng sẽ tàn. Chỉ có lửa mà cháy trong bụi gai của môi xe là không tàn. Nhưng mà cũng khi mà Chúa Trời không còn hiện diện đó thì tôi tin là cái bụi gai đó bây giờ cũng mất tiêu rồi. Thành ra khi mà chúng ta ở trong nhà cũng sơ ba thì đèn luôn cháy mà trong đèn nó phải có lửa. Thì phòng cầu nguyện toàn cầu lập ra với cái mục đích và mục tiêu là giúp cho con cái Chúa chúng ta sống trong sự cầu nguyện. Đúng 8 giờ quý vị ở nhà quý vị không có làm gì thì sao? Buồn lắm đúng không? Cái thời gian đó rất là buồn. Chúng ta không biết làm gì, chúng ta không biết đi đâu. Nhưng mà có thời gian đó thì chúng ta ngồi đó, chúng ta cầu nguyện cho anh em, chúng ta cầu thay cho anh em và anh em cũng lại cầu thay cho chúng ta. Và phòng cầu nguyện toàn cầu, cái đó là tôi mới nói về là phòng cầu nguyện toàn cầu trên không quý vị. Và phòng cầu nguyện toàn cầu ở dưới đất này hiện nay là đặt trung tâm ở tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm ở tại văn phòng đại diện phòng cầu nguyện toàn cầu ở tại thành phố Hồ Chí Minh, và tôi là người đại diện và phụ trách phòng cầu nguyện toàn cầu ở tại Việt Nam này. Và phòng cầu nguyện toàn cầu này là cái ước ao là được
muốn liên kết với các hội thánh. Giống như nãy tôi nói như vậy, hội thánh là nhà. Chúng tôi dùng chữ phòng là để thân thiện với quý vị hơn, là nó đúng hơn. Là một nhà thì nó có rất là cái nhiều phòng, đúng không quý vị? Hội thánh là nhà, và phòng cầu nguyện này muốn là một phòng trong cái nhà của quý vị. Thì để phòng cầu nguyện này nha, để cho hội thánh để làm gì? Thứ nhất là để cầu thai cho các mục sư, thứ hai là cầu thai cho các tôn truyền đạo, và thứ ba là cầu nguyện cho những nhân đề. Và phòng cầu nguyện này được lập ra là để dành một đích chính là để nó chết và làm các việc làm khác thông qua phòng cầu nguyện. Khi chúng ta mở ra phòng cầu nguyện này thì sẽ có sự giúp đỡ của những anh em khác, nếu như tấm lòng của họ muốn cao khác, họ muốn giam kiến, hoặc là họ muốn giúp đỡ, hoặc là họ muốn hầu Chúa bằng cách mà họ giam kiến, thì chúng ta sẽ giới thiệu vô cái phòng cầu nguyện của các tỉnh. Ví dụ như họ đang ở Quảng Bình thì chúng tôi sẽ giới thiệu người bạn mình. Họ đang ở Cần Thơ thì chúng tôi sẽ giới thiệu người Cần Thơ. Họ đang ở Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẽ giới thiệu người Hồ Chí Minh. Để chúng ta sẽ có một cái nguồn quỹ để mà chúng ta có thể là sinh mạng của mình giúp đỡ thánh. Tại vì cầu nguyện thứ nhất là cầu nguyện cho thánh, thứ hai là sẽ góp phần vào cái việc truyền giáo của thánh. Và phòng cầu nguyện toàn cầu này sẽ lập ra một cái quỹ ở tại địa phương, ở tại ngay ở trong hội thánh mình. Nhưng mà cái quỹ này không liên quan đến cái quỹ của hội thánh cái gì, nó là một cái quỹ tập hợp, không liên quan đến tổ chức hội thánh. Và phòng cầu nguyện này không can dự vào công việc điều hành của hội thánh, và cũng không can dự vào bất cứ vấn đề gì trong hội thánh của gì, chỉ đặt ở nơi đó để làm cái động lực để cầu nguyện và giúp đỡ hội thánh, không có một lý do nào khác ngoài cái đó. Và phòng cầu nguyện toàn cầu yêu cầu mỗi hội thánh khi lập ra phòng cầu nguyện toàn cầu, như có một cái phòng cầu nguyện toàn cầu ở đó, thì các hội thánh phải làm những công việc như sau. Thứ nhất, phải có một mục sư và một thầy truyền đạo làm trưởng nhóm. Cái thứ hai, phải có một thư ký. Cái thứ ba, phải có một thủ quỹ và phó thủ quỹ. Quý vị sẽ tự lập ra. Và cái cuối cùng là hai người thủ quỹ này phải đi đến ngân hàng mở một cái tài khoản và đem cái số điện thoại của người mục sư đó để đăng ký. Khi có một khoản tiền nào chuyển vào cái quỹ đó thì ngay giờ đó mục sư sẽ là người nhận được cái thông tin đầu tiên. Mục sư không cần phải xuống cô ơi hôm nay cô ra ngoài cô kiểm tra coi mình có chưa tiền để mình mà biết cách để mình chi thu cho mọi thánh, để mình giúp đỡ cho những người nghèo. Thì mục sư đã nắm rõ số tiền đã hiện lên rồi thì mục sư có thể điều hành công việc rất là tốt. Và tôi cũng ước ao là khi mà có cái nguồn quỹ này thì ban nhân sự như vậy thì phải trích ra một phần để mà giúp đỡ cho mục sư hoặc là thầy truyền đạo để họ có phương tiện để mà họ đi tới đi lui để chăm sóc cầu cây Chúa. Và đây là một cái thông tin, thay vì có nhiều người ta kêu cái này là cái nội quy thì tôi nói á, cái nội quy á chẳng khác nào lập ra một cái tôn giáo nữa rồi. Nhiều người hỏi điều lệ điều bản thôi, nhiều người nói lắm nhưng mà tôi nói không, tại vì ở đây nó không phải là cái tôn giáo, cho nên chỉ là một cuộc cầu nguyện, cho nên tôi mới đặt là thông tin phòng cầu nguyện toàn cầu, thông tin cần biết trước khi lên phòng cầu nguyện toàn cầu. Bây giờ tôi xin phép đọc trước cái thông tin này để khi mà tôi phát ra quý vị nào muốn tham gia thì quý vị ký tên vào. Thứ nhất là bảo vệ quyền và quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả chúng ta. Điều một là một thành viên của phòng cầu nguyện toàn cầu, tôi biết đây không phải là tư vấn và tôi không thực hiện tư vấn cho bất kỳ. Chúa kêu gọi mình vào một vụ để hầu vì Chúa, chứ không có phải là một vụ tư vấn về kinh doanh. Tại vì ngoài đời họ đã có cái những cái mục vụ đó, họ đã tìm ra vấn rồi. Mình chỉ biết tư vấn về lời của Chúa Trời. Khi mà chúng ta gia nhập vào phòng hội toàn cầu, thì chúng ta chỉ biết tư vấn về lời của Chúa. Và sau đó chúng ta dạy về lời Chúa thôi. Và chúng ta dạy tìm những cái điểm chung mà chúng ta dạy. Chúng ta không có dùng những cái điểm riêng để mà chúng ta dạy. Chúng ta rất là dễ bị chọn cái giáo lý của nhau. Cái điểm chung ví dụ như là
tôi tự nay giờ mình chia sẻ những việc đó là những cái điều chung. Chúng ta rất là hòa hợp, rất là dễ chịu và chúng ta sức lại gần nhau hơn. Và điều hai, đây là một người hầu Chúa, tôi chỉ biết luôn cầu nguyện và tôi luôn trông cậy vào sự cảm giác của Chúa Thánh Linh để tôi biết cách cầu thay cho dân sự, hòa nhã, tôn trọng anh em khác, khích lệ nhau trong đức tin. Khi vào vòng cầu nguyện, chúng ta chỉ biết cầu nguyện và chúng ta nói những lời khích lệ nhau. Vì lời Chúa có dạy chúng ta là có nói thì hãy nói dạy là chúng ta. Thì khi chúng ta vào vòng cầu nguyện, mặc dù anh là ai, anh ở hệ phái nào, anh làm gì, tôi sẽ không hỏi đến. Tôi chỉ biết anh vô đây để anh cùng chúng tôi cầu nguyện. Tôi không bao giờ tôi hỏi hệ phái của người khác khi mà tôi cầu nguyện. Đó là cái chuyện riêng tư của họ, thì tôi sẽ không hỏi đến. Và tôi chỉ biết là anh có năng lực gì cần chúng tôi cầu thay cho anh không. Và mục sư vô thì ô cảm ơn Chúa, mục sư chúng tôi còn có nói là mục sư này là nhà thờ này, mục sư kia là đến họ không nói là chúng tôi chỉ mục sư hôm nay phòng cầu nguyện toàn cầu mời mục sư cầu nguyện cho một số bạn này, chứ không có nói về cái vấn đề này. Vào đó chúng ta chỉ biết cầu nguyện. Và điều thứ ba, tôi không tư vấn về y học hay dinh dưỡng, ví dụ kiêng uống thuốc hay bỏ thuốc, kiêng kiêng ăn các thức ăn vitamin. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta không có tư vấn về gì à? Vì chúng ta không có phải là một sư bác sĩ, chúng ta là một sư giáo sĩ. Amen. Thì chúng ta chỉ tư vấn trong cái khả năng mà Chúa cho chúng ta về lời Đức Chúa Trời. Còn vấn đề uống thuốc hay bỏ thuốc là do đức tin của họ. Tôi thấy có nhiều cái trường hợp mà họ thánh đang rất là phát triển, nhưng mà khi mà họ ông một sư đóng cầu nguyện thì ông mới kiên người đặt chân ta bỏ bước đi đúng chạy chữa lành cho con nghe, thì cô ta quan họ tốt, thì cô ta nghĩ trong vòng người ta cũng sao cô ta quan thì họ thánh đang nhóm lại gần 100 mấy người, nhóm lại 30 người, thì bây giờ còn nhóm lại có những người không được Chúa bị đình trệ, đồng sư cũng mời lên mời xuống rất là nhiều. Thành ra mình không nên can dự vào việc. Nếu anh có bệnh thì tôi đặt tay cầu nguyện đúng theo tinh thần tư vấn và trời chú nói rằng cho anh em có ai đến nếu trang đầu mời các chú bảo cái nên sức dầu và đặt tay cho đâu thì chính Chúa sẽ đỡ cái đâu vậy, thì chính Chúa đỡ vậy chứ không phải mình đỡ vậy. Đức tin của mình nó khác đức tin của chúng tôi. Và cái thứ tư, tôi khích lệ mọi người nên đi kiểm tra sức khỏe trong mỗi tháng. Nếu mà chúng ta có tính những ai những đồ mà mình khuyên họ là nên đi kiểm tra sức khỏe rồi về mình biết cái bệnh đó mình làm anh cầu nó tốt hơn là mình cầu người ta già. Có nhiều khi chúng ta đau tử mà chúng ta bị lõi sau lưng đấy, rồi chúng ta nói ồ đó cái này nó bị phổi, mình chưa đặt tay cầu nguyện phổi mà cái bệnh tử bị đau rồi sao. Thành ra là tôi lập ra cái câu cái này là để khi mà mình kiểm tra sức khỏe mình biết mình đang bị bệnh gì thì nhờ mình sư đặt tay chúng cái bệnh đó thì tốt hơn. Cũng như Chúa Giêsu nói rằng ngươi muốn ta làm chi cho ngươi, thì người mù nói rằng lạy Chúa con muốn được sáng mắt, người mù tôi nói rằng lạy Chúa con muốn được chữa lành, người khôn này cũng muốn được Chúa chữa lành người khôn, thì họ nói rõ ràng cái bệnh của họ Chúa sẽ cầu nguyện. Và điều thứ năm, khi có lời tiên tri về một người nào đó tôi không nói ra trước công chúng, có đôi khi chúng ta nhớ lại rồi á, có hai cái chiều hướng, một cái là tiên tri tích cực và một cái là tiên tri tiêu cực. Bài tiên tri tích cực là nhằm để gây dựng vào thánh, nói về sự quán hương của thánh, nói về sự tăng trưởng của tinh của thánh. Nhưng lời tiêu cực thì sao? Ở trên hội thánh Sài Gòn của tôi đang nhớ lại thì có một cô đó đứng lên hét lên thầm nhỏ của tôi có lời tiên tri của Chúa. Và mọi người ngưng lại, Chúa phán cho tôi rằng một cái người đó mặc áo quý bỏ đồ đen của các tội tài nhân. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Cái cô kia bị phán như vậy, cổ quê trước họ đánh, cổ bỏ mà đánh, không có đến nhóm nữa mà cổ nói cho những người khác cứ đừng đến họ đánh lắm. Đó là cái linh hành cảm giả mạo, không nên đến. Tại vì mình dùng lời tiên tri của Chúa để làm gì? An ủi để khích lệ để động viên họ thánh, không phải là dùng lời tiên tri của Chúa để phá vỡ. Thì vô phòng cầu nguyện khi có lời tiên tri đó,
Nếu như mà Chúa muốn mặc khải trong người nữa thì chúng ta sẽ gọi điện cho người đó ghim, hoặc là chúng ta mời họ ra đó uống cà phê và chúng ta nói một cách khéo léo để cho họ sửa. Chúng ta thấy kim đâu cái bạn tội tài dâm thì sao ạ? Ông Nam Thanh có khi nào đứng trước mặt mọi người giữa khi mà học cũng đình chỉ cho mặt ông ấy, ông phạm tội tài dâm thì ba sẽ phạt ông, có khi nào ông dám nói như vậy không? Ông lợi dụng những cái lúc mà ông đâu có này vui mà những lúc mà giác cười thì ông mới nói với vua đó, là ông mới kể một câu chuyện trước rồi sau đó ông mới nói với vua, thì ông vua ông sẽ mở lòng ra và ông tiếp nhận và học ông chịu này ông chịu nổi à. Thì là tiên tri mình phải cư xử như vậy. Và một thứ sáu, nếu có một thành viên nào đó trong nhóm vi phạm điều khoản trên, tôi sẽ hòa nhã chỉnh sửa cách khéo léo trước khi mình gọi lời. Có nghĩa là có nhiều anh lên phòng cầu nguyện thì giống như là coi hại phái mình, là tôn trọng hơn những người khác, thành ra ảnh muốn là tất cả mọi người phải đi theo hướng của ảnh. Nhưng mà nếu như mình đặt mình là những người tội nhân được cứu cứu, mình biết ơn Chúa, thì tôi tin chắc là không có ai mình dám mà đưa cái tay mình lên nói là tôi cao cả. Thì mình tất cả mình là con cái của Chúa Giêsu thì mình không bao giờ mà mình làm những cái chuyện đó. Thì khi có những người như vậy thì mình dùng những lời lẽ nhẹ nhàng mà yêu thương để mình chỉnh sửa hành họ. Thường trong phòng cầu nguyện thì có những mục sư lớn tuổi, đa số có mục sư có cái tính trên đường hòa nhã để mà chỉnh sửa anh em. Chứ gặp mình những người mà mục sư hơi lớn lớn mà tôi còn nhỏ mà tôi sửa một cái là tôi mệt đúng không quý vị? Tại vì ông cũng có dạy là phải kính người lớn tuổi như cha, và mình phải tôn trọng những người ngang mặt mình để coi nhau như anh em. Và điều thứ bảy là cái điều quan trọng nhất, khi vào phòng cầu nguyện không được thảo luận hay nói những gì có liên quan đến chính trị và không làm chính trị. Đây là một cái điều kiện rất là tốt khi mà chúng ta làm công tác để mà chúng ta kiếm tên vào đây thì chúng ta sẽ được an toàn. Bởi vì bây giờ rất là dễ dàng khi một thành viên một nhóm nào đó họ có thể họ bỏ vào một số tiền về Việt Nam và họ lập ra một cái tổ chức nào đó, nó trá hình với dạng một cái tôn giáo nào đó, và cuối cùng khi mà chúng ta đi theo thời gian thì chúng ta mới phát hiện là ra bài tôi đã làm đúng không quý vị? Thành ra khi mà mình có cái này cầm trong tay thì mình rất là vững an. Khi mà có ai nói gì mình về quý vị thì tôi sẽ đem cái này xuống tới tận nơi của quý vị luôn. Và tôi nói đây là những người này đã từng tất ước, họ sẽ không làm những chuyện này. Tôi tin mình đang của tôi, tại vì đây là cái tờ kết ước trong một cộng này để bảo vệ anh em của chúng tôi. Và ở đây là cái phiếu thông tin của phòng cầu nguyện, là chúng tôi muốn biết được thông tin của quý vị đang ở đâu và ở tỉnh nào, và địa chỉ email và số điện thoại, thậm chí là chúng tôi muốn biết luôn cái ngày mà quý vị thì phòng cầu nguyện sắp tới đây sẽ tổ chức, thứ nhất là sinh nhật, thứ hai là ngày mừng ngày cưới cho quý vị nữa. Cũng có thể là cầu nguyện Chúa, nếu mà Chúa cho tôi được ơn cũng như có khả năng thì tôi sẽ tới đặt ngồi đánh gì tổ chức kỷ niệm ngày cưới cho quý vị. Dạ, tôi xin được phép bắt đầu chúng ta. Bây giờ còn thiếu một số thì một chút xíu nữa tôi sẽ nhờ anh em để ra một góc của tôi dùng để anh chị ra góc của tôi số để mình đây là những thông tin mà
rất là có giá trị và bổ ích cho con chú quý và anh chị em khi chúng ta gia nhập phòng tục. Bởi vì á, bây giờ á, thì thật tình nói là có rất là nguy hiểm khi mà chúng ta muốn gia nhập vào một cái đó, thì chúng ta cần biết thông tin về cái phòng tục. Ra đây là cơ hội để mà chúng ta biết thông tin về phòng tục nguyện cầu. Giờ phòng cầu nguyện toàn cầu này với mục đích không ngoài sự cầu nguyện và cầu thai cho quý bạn chị em. Có đôi lúc á, tôi đi hầu việc Chúa, tôi với vợ tôi đi hầu Chúa mà cảm thấy rất là cô đơn. Tại vì sao? Sao tôi không ai cầu nguyện cho tôi cả? Hai vợ chồng tôi chỉ có cầu nguyện cho nhau thôi, nhưng mà không có ai chú sư cầu nguyện. Nhưng mà khi chúng ta đi ra nhà phòng cầu nguyện này rồi, quý vị đi đâu thì quý vị có thể là lên trên mạng của phòng cầu nguyện toàn cầu, rồi quý vị sẽ vào cái trên tin đó, rồi quý vị sẽ nhấn tin lên đó, thôi càng cầu nguyện gì đó. Hoặc là quý vị vô Facebook cũng vậy, quý vị đánh phòng cầu nguyện toàn cầu cũng được đó, hay là quý vị vô cái trang web của cái tổ chức phòng nguyện toàn cầu với tắt chấm đó, quý vị nhắn tin lên đó, thôi càng cầu nguyện gì đó, thì khi mà các anh em trên thế giới thì họ sẽ thấy. Tại vì khi mà chúng ta thức thì có số anh em ngủ, mà khi chúng ta ngủ sẽ có số anh em thức, thì chính những người thức nó sẽ cầu nguyện cho mình. 24/24 chúng ta không cứ sợ bị mất thì mà chúng ta không vào phòng cầu nguyện. Và cách thức để mà tôi chỉ hướng dẫn quý vị để vào cái Zoom meeting này là, thứ nhất là quý vị phải tải chương trình Zoom này về, và sau đó quý vị nhắn vô cái chương trình Zoom thì quý vị sẽ thấy nó hiện lên như vậy. Và sau đó quý vị có chọn con video, là quý vị sẽ thấy cái nó làm gì. Và ở trên đây cái chỗ mà chấm hé này là quý vị thấy không, thì chúng ta sẽ đánh cái số ID của chúng ta vào. Ví dụ như là số ID của phòng tồn lần đầu là 62414151. Khi chúng ta bấm vô rồi thì chúng ta vẫn chỉ bấm mình tay bấm enter bằng tiếng mất thì tự nhiên nó sẽ tận vô đây, thì bắt đầu là sẽ vô như vậy. Khi mà vô về rồi thì sẽ có ba hàng chữ mở lên, quý vị muốn vô bây giờ cũng đứng ngoài hành lang thôi, tôi nói chứ trên đó chưa ai nghe được hết, họ thấy tôi thấy họ nhưng mà chưa nói được, cũng giống như hiện nay mà chưa đến gần được cái nhà chỉ đứng ra sao mà nhìn thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn vào trong thì chúng ta phải nhắn đây càng trên là nó sẽ tự động nó đến internet rồi theo lời gọi tự động là bắt đầu vô đó. Khi mà bây giờ đẩy vô tới trong thì chúng ta có thể là liên kết với nhau, chúng ta gặp nhau giống như người trong gia đình mà chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Khắp nơi trên thế giới họ có thể họ ngồi họ nói chuyện với nhau một cách rất là dễ dàng, đúng không quý vị? Quý vị ở đây cầu nguyện có khác gì dưới cầu nguyện dân không? Đúng vậy thôi à. Alo anh Tính còn thức không Tấn? Alo mục sư à. Hiện hình lên các anh em thấy cái hiện hình nó như ra đây. À, đây là cái chương trình mình có thể mình nói kết được khắp nơi trên thế giới qua cái sự cầu nguyện. Thì đây anh Tuấn cũng là trưởng phòng này, anh em hợp cùng hợp tác với nhau, cộng tác với nhau trong phòng mặt trận. Thầy cảm ơn Chúa. Sử dụng những công nghệ thông tin để mà nối kết tất cả chúng ta lại với nhau. Nếu như quý vị không để Chúa sử dụng thì ai sử dụng? Ma quỷ nó sử dụng thôi. Mà nó sử dụng nó sẽ lôi con cá quý vị đi vô những cái con đường khác. Ví dụ như bây giờ tụi trẻ bây giờ nó hay chuyện game, đúng không? Là những cái hình ảnh tranh họa được. Còn nhiều người sử dụng cái mạng này họ làm những cái công việc chính trị đó.
Nhưng mà mình sử dụng công việc này để cầu nguyện, để làm ích lợi cho công việc nhà Chúa. Amen. Thì Chúa tin chắc rằng thời gian sau Chúa sẽ không được Việt Nam. Có nhiều nơi quý vị sẽ không đến đó lại là mới bước vô là đúng rồi. Ở lên trên tỉnh, tỉnh cho xuống đó. Nhưng mà khi vô xã là xã luôn. Xã đánh, đánh trên đầu luôn. Tôi nghe hoài luôn. Nhưng mà chính xác tôi vô trong buôn đó tôi chúng mình. Nhưng mà họ chưa đánh. Xong rồi trong đây chúng tôi chia sẻ xong rồi tôi đi ra. Rồi tôi đến nhà họ nói chuyện về phát tay làm quen rồi tôi nói về cái niềm tin của tôi. Xong rồi chia sẻ với họ chút xíu rồi họ đưa tôi số điện thoại. Họ nói khi nào anh muốn xuống đây đó, anh cho em biết trước. Anh sẽ cho anh ở lại 2-3 ngày. Cảm ơn Chúa. Đó là cái việc Chúa làm với mình mà. Làm sẽ không được gì đó đâu. Thì qua cái chương trình này, ví dụ cái chuyện đó, bất ngờ mà chúng đầu cái gì gom lại như vậy là khoảng một tới năm con người, rồi mấy hai con người như vậy thì cái gì sẽ kéo cáp về, rồi cái gì sẽ làm cho họ nếu mà cái nơi đó mà nhớ lại được khách hàng mấy ba con người đó thì chúng tôi sẽ giúp cho cái phương tiện, tức là máy tính để bài đó, để mà khi mà họ sẽ có cái máy tính để bài như vậy, họ sẽ có cái máy tính để trình bày như vậy. Thì hai người họ nhóm lại với nhau, không có cần phải xuống các mục sư, các mục sư chỉ ở nhà thôi, các mục sư có thể sử dụng cái phòng thờ này là như vậy sẽ không phải đóng tiền phòng thờ này nhỏ mà rất là cao, đã có anh em đóng sẵn cho chúng ta không phải tốn tiền để đóng. Thì khi mà ngồi lại như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng phòng thờ này, các mục sư có thể ngồi ở tại nhà, các mục sư có thể ngồi ở tại nhà để mà nó chưa quan sát cái chương trình này. Rồi khi anh em gom lại với nhau, gom lại với nhóm lại với nhau đó, rồi mình bắt đầu mới mở máy lên. Rồi mình đó sẽ chia sẻ kinh thánh cho họ. Tại vì cái dùng đó mình vô không được thì mình chia sẻ kinh thánh. Thì cũng giống như tôi đứng giữa đây thôi, không khác gì cả. Và có những cái phần mềm để mà chúng ta có thể nhận kinh Chúa thờ phụng Chúa chung với nhau rất là tốt. Khi mà chúng ta bắt đầu mà chúng ta vào để mà đưa chương trình này để mà giúp đỡ cho anh em, cũng như là bây giờ mỗi khi mà buổi tối có hướng dẫn đặc biệt đó thì chính là một cuộc giảng hướng dẫn đặc biệt và có những bài hát. Anh Tuấn ơi, bây giờ mình có thể mở lên mở vô cái trang để mở hát đặc biệt đó. Đang chỉ dẫn cho đem cho bạn luôn. Đây, đi bắt đầu. Có gì tổ không có đàn thì chúng ta sử dụng chương trình này để nói bắt với anh em để mà chúng ta làm như vậy. Thì đây là một cái chương trình rất là tốt để giúp đỡ cho họ thánh chúa. Và hôm nay cảm ơn Chúa là phần cùng tàu đã có mặt ở đây qua sự mà giúp đỡ của các thầy tớ Chúa và sự kết nối của tu viện họ thánh chúa ở đây. Dạ bây giờ tôi xin phép được dạ bây giờ xin kính mời đại diện Hoàng Phụ Nguyễn Toàn Cầu ở tại Hà Phòng Phòng bước lên cho mọi người thấy. Xin mời cô dạ. Là mọi người
Vâng, mọi thứ thì khi nào tôi mời họ đứng lên. Dạ, xin mời tôi là cô Dự, là người trưởng phòng tàu bệnh toàn cầu ở tại nơi này. Và xin mời thư ký của phòng tàu bệnh ở tại nơi này. Dạ, xin mời thủ quỹ. Dạ, xin mời phó thủ quỹ. Kính thưa quý vị, đây là những người đại diện cho phòng cầu nguyện toàn cầu ở đây. An Hồng, An Sương, An Dương, Hải Phòng. Và qua những người này, quý vị có những nan đề cũng như có những gì quý vị cầu nguyện từ thuộc thể đến thuộc linh, thì quý vị liên lạc với những anh chị em ở đây. Thì chính anh chị em ở đây là những người sẽ đứng cái nơi sức khỏe để cầu nguyện cho quý vị, không phân biệt thể phái và không phân biệt họ thánh. Thậm chí có những người Phật giáo muốn càng cầu nguyện thì sao? Quý vị đã cầu nguyện. Phật giáo, công giáo nghĩ mà là có người lại cầu nguyện thì chúng ta đều phòng họ, chứ chúng ta không có phân biệt. Phòng cầu nguyện toàn cầu lập ra là để cầu nguyện cầu thai. Và tôi đại diện phòng cầu nguyện toàn cầu tại Việt Nam, một sư văn bất kể, tôi xin chính thức được công bố phòng cầu nguyện toàn cầu ở tại Hải Phòng được thành lập. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Dạ, xin lỗi quý vị một lần đứng ở đó để tôi có mừng. Rồi, 1, 2, 3, ổn sao đứng xét nha. Đứng ngồi dưới đây là thôi. Ủa? Để. Ủa, tôi bấm vào cái loại như kia. Dạ, cảm ơn quý vị, xin mời các cô về. Xin cô Dự vui lòng nhắn lại. À, để trước khi cái buổi mà kết thúc, xin cô Dự với cái cảnh xúc như cái cảnh nghĩa của cô về cái phòng cầu nguyện, cũng như là cô đã có kinh nghiệm gì về cái mà gia nhập cái phòng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, thì để mà nói về sau cái cảm nghĩ và cái suy nghĩ, cái sự nhận biết ở trong cái phòng cầu nguyện đấy, thì tôi phải xin làm chứng từ đầu, nghĩa là cái khi mà năm 2011 là chị em chúng tôi hầu buổi Chúa, 2010 là chị em chúng tôi hầu buổi Chúa trên Hải Dương. Thế sau đó thì nhận được sự hành động của Chúa là nói là người Hải Phòng sẽ cứu người Hải Phòng. Và hai chị em chúng tôi về đến đây thì có một có thầy Từ Văn Tuân là cái người dẫn dắt chúng tôi một năm hầu buổi Chúa ở tại một thánh Hải Dương. Thế mà đến khi đó thì nhận được cái hành động đó thì chị em chúng tôi đã về đến đây và giảng hành chiếu tại cái phòng này và cầu nguyện. Trong 6 tháng sau thì Chúa mới cho một người bước vào trong một thánh. À, lúc bây giờ thì hội thánh của chúng tôi tới đây vẫn được sự dẫn dắt và vẫn được cái sự mà giúp đỡ về cuộc linh từ chỗ hội thánh của thầy Từ Bác Tuân Đường Phần Niệm. Hiện giờ ông vẫn đang ngồi trong phòng đó và đang dự với chúng ta ở đây. Nhưng mà sau một năm mà được thầy Từ Bác Tuân ở hội thánh Hải Thương đấy để giúp đỡ hội thánh ở dưới đây, sau khi mà chúng tôi từng bước trưởng thành thì thầy Từ Bác Tuân nói rằng là bây giờ chị em các cô ở dưới đây đã có những sự trưởng thành rồi thì tự chăm sóc với nhau và chăm sóc của thánh của Chúa ở đây dưới cái sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Thế mà từ đó thì chị em chúng tôi dừng lại như thế này để cầu nguyện. Thì tôi muốn làm chứng là đến cái thời cái khi mà chị em chúng tôi quay về để một thánh này để mà cầu nguyện ấy, thì cứ mạnh chiếu tất cả một góc nhà này và cứ quỳ với sắp mặt cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi, xin Ngài hướng dẫn tất cả các con cái Chúa là những người yêu mến Chúa trên các tỉnh thành, các châu lục, các vùng miền để về đến đây để cầu nguyện cho bà tận của Chúa ở đây và cầu nguyện cho công việc Chúa ở thành phố này. Thì lúc bây giờ ấy, bây giờ là nói lại cái thời điểm bây giờ thôi, và là con rất là con trẻ mà tôi luôn cơ hội để cầu nguyện như thế, và Chúa đáp lời và công phán vào cái lòng của tôi rằng là những người có ý tưởng lớn đấy, tư tưởng lớn sẽ gặp được nhau.
Thế và từng bước một, từng năm một thì cũng tiếp tục mở cung đường ở đây. Và đến tháng 8 năm trước thì chúng tôi đã bước vào trong một thánh và sự cộng dưới sự quản lý của mục sư Phạm Tấn Nhượng và về Hải Phòng thì có sự chăm sóc của mục sư Dũng, Tổng sư Dũng và tiếp tục chúng em cũng sẽ ăn bước vào dưới đây này. Thì qua những cái năm tháng đó để có kinh nghiệm được cái sự đáp lời của Chúa, chúng tôi dẫn tất cả các con đại Chúa là người mỗi người có tâm tình, là những người mà có tấm lòng cho con người Chúa đến đây để hỗ trợ chị em chúng tôi về vấn đề cầu sinh và chăm sóc cuộc linh, và chị em chúng tôi ngày hôm nay được vẫn được đứng ở trong nhà của Chúa trong tiếp theo những cơn bắt nhớ về bản thân gia đình cũng như áp lực của mình đánh. Và đến cái thời điểm này thì những cái gánh nặng tiêu mang của mình thánh ở nơi đây, tôi biết được một lời Chúa phán rằng là đến Chúa không để cho một ai để quá sức. Ta đến những lúc mà Chúa mở đạn cho các ngươi để ra khỏi, và chị em chúng tôi tin vào sự thành kính của Chúa. Và trong cái chuyến đi truyền giáo vừa rồi, tôi đi vào Nam, tôi nói thật lâu mà anh chị em tôi đang đứng trước mặt Chúa khi mà tôi được Chúa kêu gọi là hãy đi về trong cái vùng đất miền Trung để cầu nguyện và đi giao giảng tin lành cho Chúa. Nói thật lâu mà anh chị em là tôi gặp rất là nhiều những sự cản trở, nhưng tôi biết là cái chuyến đi phước hẳn có thuộc lòng tôi là con hãy ra đi. Mỗi một lần chúng tôi ra đi thì Chúa lại làm những công việc khác nhau trên cái chuyến truyền giáo của vợ chồng tôi. Chuyến vợ chồng vừa rồi vợ chồng tôi đi truyền giáo sắp tết rồi thì biết bao nhiêu công việc phải lo toan cho gia đình của hội thánh. Chúng tôi cũng không có một cái đồng tiền nào dư dật để tích lũy cả. Thậm chí chúng tôi tiếp tục để thế cái phương tiện duy nhất của chúng tôi là cái xe để chúng tôi lấy tiền truyền giáo, lấy tiền để vợ chồng tôi tiếp tục ra đi để truyền giáo. Tôi gặp rất là nhiều những sự cản trở và không đồng ý. Chúng tôi biết đây là ý muốn tốt lành của Chúa, không phải là cái sự của tôi muốn ra đi để một công việc cho riêng mình. Và khi tôi vào trong miền Trung truyền giáo, tôi gặp được một sư huynh, một sư huynh nói rằng là ngày hôm nay em tham gia vào cái phòng cầu nguyện này để cho nhiều con cái Chúa cầu nguyện cho hội thánh của nơi em, vì nó cũng tương đương đã ra trong đây một lần ông đến ra ngoài Hà Nội ông gặp rồi Chúa ông đến đây để cũng thăm viếng hội thánh ở đây của tư của Phú Yên á, thì em cũng đưa cái lan đầy để ra để cho mục sư cầu nguyện. Thì đến cái thời điểm vừa rồi vợ chồng em thì Tết về quê và truyền giáo ấy gặp mục sư, và mục sư đã giới thiệu em vào trong phòng cầu nguyện. Thì đầu tiên em đến thì em vào trong phòng cầu nguyện thì cái sự vui mừng là mình được gặp tất cả các cái tôi tớ của Chúa, các con cái của Chúa trên các vùng miền châu lục, trên các hội thánh khác nhau, nhưng đều có cái tâm tình cầu nguyện chia sẻ kích lệ nhau trong lời của Chúa. Thì hôm ấy tôi về lòng tôi rất là vui, tôi nói đến chồng tôi và anh ơi, đúng là mỗi một lần mình đi truyền giáo thì Chúa đã cho làm một công việc khác nhau. Thế mà khi mà được vào trong phòng cầu nguyện thì tôi cũng được một số anh em ở trong phòng cầu nguyện mời tôi để cầu nguyện cho cái nan đề của anh em trong phòng cầu nguyện. Và một cái đêm rất là ấn tượng ở trong viên thì có cầu nguyện đó và có Ngọc An ở bên Nga ấy, ở hội thánh thời sự sống bên Nga, mà nói là mời tôi cũng cầu nguyện cho gia đình tôi, vợ tôi là người tin chưa tin Chúa mà đi học Phật phát vớ của chống dịch gia đình rất là nhiều các tội nặng. Và buổi tối hôm đó thì tôi cầu nguyện, và đêm hôm đấy chỉ thật sự là Chúa hành động một cách rất là mạnh mẽ ở bên Nga. Anh nằm chứng sau anh nằm chứng là cái phòng cái thủng nhanh ấy đang đeo ngủ mà cứ có cái gì gõ thùng 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 ở trong. Thì anh bảo chả nhẽ có cái gì ở trong tủ mà anh ấy ngủ thì lại bắt đầu thấy cái tiếng đó, và anh mở ra thì thấy tiền mua đủ mà vợ đi học Phật về đó, và anh nhìn phá cái đó đi thì gia đình anh có được cái sự tươi mới mà anh cảm nhận được cái sự thăm viếng của Chúa. Nhưng mà tôi rất là được kích lệ và khi mà anh ấy nằm chứng thì cái điều đó, và nhiều anh em đã đưa cái lời cầu nguyện và nhiều cái lan đề ở đó, mà Chúa hành động qua phòng cầu nguyện một cách rất là diệu kỳ không phải anh chị em. Nên lòng tôi ước ao khát khao và tôi cũng lên phòng cầu nguyện, và sau đó là hội thánh chúng em ở ngoài đó Hải Phòng rất là ước ao là muốn là có được một cái phòng cầu nguyện như thế để anh em được tương giao, và từ cái nơi đây để ống dẫn phước hạnh cho nhiều các hội thánh địa phương khác, họ đều biết được cái phòng cầu nguyện này để đưa nhiều cái năng đề chương trình để cho con cách vốn trên tất cả vùng miền cầu nguyện đến với nhau. Đó là trong những cái sự mà tôi ao ước. Thì đến ngày hôm nay khi tôi về Hải Phòng trước một ngày thì một chút việc đi ra Hà Nội thì tôi gọi điện là cô sư tôi đã ra ngoài Hà Nội rồi, thì sáng ngày mai là sẽ công bố khoảng một lần nữa cô sư gọi điện buổi sáng hôm trước, thì một buổi sáng ngày hôm nay thì cô đã làm những cái điều mà như lòng tôi ao ước, và cũng như là một sự kiện đã ra ngoài này được thực hiện được cái điều mong muốn của hội thánh ở nơi đây, cũng như làm theo cái sự dẫn dắt của Thánh Linh. Và hôm nay thì tôi rất là thay mặt cho cô mình Chúa ở đây cảm ơn, cảm tạ Chúa và cảm ơn mục sư và cảm ơn học cổ nguyện, cảm ơn thầy Tuấn
là những người đã dẫn dắt anh em ở trong các phòng cầu nguyện kết nối được với nhau. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả các tôi tớ của Chúa đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay để dự cái buổn lễ ngày hôm nay. Nếu như không các quý vị không có mặt ngày hôm nay thì thật sự là mấy chị em chúng tôi không thể nào nói lên sự vinh hiển của Chúa tại buổi sáng này. Đây là những cái điều đó, và sau khi mà cuộc sự kiện nói là kết thúc thì tôi thay mặt cho cô và chú ở đây mời ông bà chị em ở lại cùng dùng bữa cơm khỏe mạnh tất cả để phân công để chị em chúng tôi để có cái dịp được học hỏi cùng các quý vị. Cảm ơn Chúa. Tôi cũng đại diện phòng cầu nguyện toàn cầu tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Quý tôi tới Chúa cũng như là đây. Cảm ơn các phòng sư đã vui lòng đến đây để tham dự chương trình chúng tôi. Và chúng tôi cũng ao ước rằng chúng tôi nối kết cái chương trình này đến với học thánh của quý vị ngày gần đây. Để chúng ta cùng nhau chúng ta góp phần vào xây dựng một bức tranh tinh thần cho Việt Nam. Còn có một cái sự chúc phát đó về tôi chưa kịp rất nhiều trong buổi lễ cái buổi cầu nguyện ngày hôm nay, thì hôm qua tôi đã công công với một sư Tuấn và một sư Tô Xê đang quản nhiệm một thánh ở Quảng Ninh, mà chính ông đang quản nhiệm một cái trung tâm giải cứu người tin lành ở ngoài thành phố. Và hôm qua tôi thông báo như vậy mà trong thân thể ông vẫn đang mang cái bệnh chiến mùa đông này, là có thở mệt mỏi mà ông đi 80 cây số từ ở thành phố đến đây để dự buổi lễ này. Thì tôi tin là đây là một cái chương trình mà Chúa sắm sẵn cho ông để sau này ông có được kết nối trong phòng cầu nguyện này, và anh chị em sẽ cầu nguyện cho trung tâm của ông đang và hội thánh của ông đang. Chúng ta chào đón tôi dài cái để tôi về nhà mấy
Ít cái gì, đánh gì là giỏi quá rồi. Cảm ơn Chúa. Thở chút xíu nữa mình dùng ở đây luôn. Chút nữa mình dùng ở đây luôn thôi. Ở đây. Dùng ngoài. Dẫn đi vòng vòng chơi cho anh em dùng cơm chung với mình ở đây chơi chút xíu nữa dùng cơm với anh em nha. Anh em đưa hỏi là Anh đi in thêm một số giấy. Đông ạ.
Bên đâu nhận được số điện thoại ha? Alo. Dạ, nghe rõ, nghe rõ. À, cảm ơn chú, hôm nay gặp được số anh em rất là tốt, rất là vui mừng. Dạ, cảm ơn chú. Hồi nãy sao không thấy một sư chụp hình chung mọi người à? Hả? Nãy một sư không có chụp hình chung mọi người à? Quý vị ơi, trong lúc chờ đại đó, mình vô mình ngay tấm hình ra là kỷ niệm ha. Để qua cái hội này biết bao nhiêu lâu mới gặp được. Đúng không? Đúng rồi, tự nhiên cái... Không, anh hay á, anh nhắc hay á. Không nhiên là nãy giờ đợi đó mà. Hay, ý kiến hay. Nãy giờ đợi chút xíu nữa. Thử chút xíu nữa làm cho một ly. Quên. Đúng là nhiều khi vui sinh quên nhiệm vụ, hết chọn cái ăn rồi cứ bỏ chạy. Ok. Rồi bây giờ để mà anh em vô đi. Nhắc cái ghế đây cũng cắt một tư thì nội dưới. Dạ sư hành, chị học hồi sư thì nội. Nói chung ra là không có tiền theo cái bài không khó của các bạn sư hành. Phải ai chẳng sĩ nào, tôi mở được phút tình hình cái ghế sư tán này. Chị có phải là chị hai mục sư kiệt không vậy ạ? Đúng rồi. Dạ, xin mời. Thôi là ai có bán được hình chứ bị để ra đây, để ra được chút xíu cho anh em mình nhận. Hôm nay rất cảm động khi mà sư đến hồi sáng có nghe nói một tình của là anh em rất là cảm động. Thì đây là công việc được chút xíu bây giờ thì mình chút xíu mà làm chú bảo là thì tại ngày xưa đó em cũng được đi nhà mà thứ sáu đó và em cũng công an thì làm sao em mới biết cái cảm động của anh. Xin mời các bạn xin nói. Rồi để có người chụp hình thôi. Dạ, xin mời ngồi đi. Chào mừng chị ơi. Con có chờ đợi, xin mời lên đây chụp hình một tấm hình kỷ niệm đi. Để cho con cơ hội này là có cơ hội nha. Có cơ hội. Bỏ cái máy tôi đâu rồi, sao tôi được. Có người đang đứng không? Dạ một tư xin mời một tư ra. Alo. Alo. Dạ. Cái gì nhờ xem lại á thì đây rồi à sư xin mời sư mạo sư ra vào cái chỗ để mà chụp hình đó mà vậy xin mời ai ở dưới nãy nào ai vào đi hết đi chụp hết một lần đi xong khi vào sau nè ai quấy là đứng gần vào và xem là đứng thế nào nhờ cho nó gọn ra đủ nha ai thật đứng lên trên còn ai cao lên sau chứ không phải nhìn đi người làm sao đâu hay là mấy người kia ngồi đó đi. Anh mấy người trẻ hơn mấy người ngồi nhà ngồi kia làm ăn chưa ngồi chân ngồi chân luôn được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái giáp nữ người trong cũng đẹp nhé. Câu ơi, căng nghe câu. Hãy cười lên cái hàm răng nhớt xuống. Đấy, cái máy này nữa. Câu hỏi nhiều máy này. Câu hỏi nhiều máy này. Mình có đem để hết rồi đó. Có máy hàm sao đây? Tôi có lấy cái đó, tôi chè cái hàm ra. Ồ, ấy cái gì? Đây. Cái tiền đêm của mục sư nó to này. Đấy, cái tay to lắm. Cái tay lắm. Đây lắm. Nè, cái tay tôi chạm đó. Cái tay lắm. Này, nói thật với anh nha. Em chụp ảnh thì nó chuẩn luôn đấy. Đi xem em về hàng người gái. Cái này gái đây. Nó làm chắc. Còn cái này nữa hả? Chúng ta đợi mấy chút nào chút. Nhếp ảnh ra rồi đấy. Mày phụ sự đẹp thế, trắng gây là trắng, ai cũng xinh. Thì mất con đi ra đây. Con này của em nha, chưa? Đấy của em, nhưng mà em còn chưa vào. Bình tĩnh từ từ. Không vào đây, không vào đây để cho... Em thuộc chị từ nãy là mấy cái rồi. Em còn cho người ta. Thấy máy gần rồi em chỉ em không quả em thoải mái rồi. Nhưng mà máy của chị riêng máy của các sư là không có em nha. Không máy của em có các xin chào Thầy Tuấn. Xin chào Mai Đông. Cảm ơn chú. Bây giờ đi ra ngoài đó. Dạ, cảm ơn cô. Thôi vậy để mọi người thông cảm với nhau đi một sư đây. Dạ. Thầy xin mời chúng ta đi ngủ. Dạ. Một sư đêm chụp đẹp không? Hơi bị đẹp á. Một sư đêm chụp đẹp không? Chuẩn luôn đấy. Em chụp có chuẩn luôn. Dạ. Dạ. Wow, cứ lúc riêng thế em chuẩn luôn. Chứng chưa? Chứng rồi, đúng rồi, anh tính té. Không anh té. Nó nghiêng á. Nó nghiêng cái là té. Nhưng mà tất cả thì nó cái đúng như là chuẩn. Không sao đâu, mốt con lên phòng cầu nguyện. Chú ở ít của anh. Anh em mình là một gia đình mà. Người trước.
Có mấy món bên Mỹ không có.
thật mà cái con mà nó đứng trên đàn ông á, thứ nhất á là đàn bà, hai con nít, thứ ba là tới nó, thứ tư mới tới mình á. Thành ra là ở Việt Nam thù nó lắm, là làm thịt á. Nó thịt cày đi, Mỹ nó không biết thịt cày là gì đâu. Cảm ơn Chúa, anh em đang viết thông tin á. Cảm ơn Chúa. Dạ. Ủa hôm nay Đông đang ở đâu thấy quen vậy ta? Ủa anh Mai Đông vô chùa cho anh Mai Đông. Đang về nha. Cảm ơn chưa. Các anh em đang ở phải đang ở trong phòng. Dạ. Tính thì hôm nay ở Mỹ và đây là chị Hằng rồi. Rồi đây là Mai Đông đang ở. Coi như từ trong các tỉnh thành trong Việt Nam và các anh em nữa. Dạ, do cái phòng này là đã nói toàn cầu. Đúng nói toàn cầu, buổi tối thì có các anh em. Ví dụ như là có số anh em đó là sống ở Nga. Đa số anh em lại sống ở Nga là họ được lớn lên rồi. Thành ra là họ nói làm như là Chúa để phục vụ toàn cầu để dành cho họ. Dạ. Ừ. 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 Ừ.
Rồi, cuối cùng vâng.